Theo bạn, dưa leo, bí xanh hay là bí đao á thì nó có vị đắng, có phải là do nhiễm hóa chất không? Mời Thoa. Dạ thưa anh là không, theo em nghĩ thì chắc có lẽ là do nó bị trái nó bị non hoặc là bị sâu ăn thì nó mới bị đắng. Dạ, chứ còn không phải là do thuốc hóa học. Trái nó bị nhiễm thì nó sẽ có cái màu khác so với các trái còn lại, màu đậm, màu sậm, sậm màu. Và đó là đáp án chính xác. Theo các chuyên gia cho biết, dưa leo, bí xanh thỉnh thoảng nó có vị đắng không phải là do tồn dư hóa chất, mà đó là cơ chế tự bảo vệ, tránh các loại côn trùng xâm hại các loại cây này. Những loại cây này có vị đắng là do chất cucurbitacin được tiết ra. Nếu ăn quá nhiều dưa leo hay bí xanh có vị đắng cùng lúc có thể gây ra ngộ độc. Tuy nhiên, với liều lượng nhỏ thì không có hại, ngược lại sẽ giúp lợi tiểu và tốt cho cơ thể.